Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ làm tiệm pizza này bạn ơi. Ok, thì đầu tiên Happy sẽ lấy tiền. Rồi bây giờ Happy sẽ đi vô đây. Bây giờ vậy này, xây một ngôi nhà. Tiếp theo, ok. Đây là mấy bạn để. Đây là bạn đó bạn ơi, bạn của Happy nè. Rồi ở đây đó. Nhà này á, đâu nhà này cho nó dễ thương. Trong mấy ngôi căn nhà này các bạn thích nhà nào nhất? Happy thì nhà này dễ thương nè. Nhà này được nè. Ok, nhìn mà tự nhiên có đồ ăn người Mỹ nữa đó, đồ ăn Việt Nam mới đúng chứ. Đó, trời ơi, Happy là đồ ăn của nước ngoài, của lòng Việt Nam. Nên đầu tiên Happy sẽ đi xay bếp. Bây giờ Happy sẽ dọn cái này qua một bên đây. Di chuyển nè. Đó, di chuyển đi. Ở đây đi. Rồi xong, Happy sẽ để cái ghế nó ở đây. Rồi và cái bàn ở đây, cái đũa ở đây đi. Rồi xong, bàn, ok bàn nè. Bàn thì để Happy mua. Happy di chuyển cái Happy sẽ di chuyển mấy cái này qua một bên nha. Happy sẽ trang điểm lại cho nó đẹp dễ thương, cho nó lung linh. Đó, ở đây đi. Đâu được. Được. Đó, trời ơi. Trời ơi. Happy di chuyển nó hơi cực chút. Nên các bạn đừng có nói Happy nha, tại vì Happy Happy làm hơi giỡn á. Đó, nhà vệ sinh ở da lộn. Nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh ở đâu cho ra mà ở nhà vệ sinh á. Trời ơi, nhà vệ sinh đâu? Mình có thể mời bạn mình vô. Đó, Happy mời mấy bạn mình vô nè. Rồi cho khách vô ngồi ăn các bạn ơi. Đó, ông này ông hơi giỡn mới có cách không. Giỡn không ông? Ok, để ông này. Ăn phở. Trời ơi, chỗ này nhìn sang vậy mà có phở luôn. Oh my god, cũng hay đó. Để bây giờ Happy đi qua nhà người khác. Mình lộn, có tiệm người khác coi. Người ta nấu ăn kiểu món gì đây? Sapuran. Giỡn thôi chứ không phải. À, menu. Đây là menu. Trời ơi, menu có nhiều món ghê. Nhà vệ sinh, trời ơi. Cái gì nãy Happy chọn nhà này bạn ơi. Cái nhà đó nó bị mất tiêu rồi bạn ơi. Trời ơi, cái quán buổi tối này nó đẹp ghê. Yeah, nhà của Happy được đánh giá 2 sao rồi. Happy ước gì lên 5 sao. Ok, đồ ăn, phở. Đầu bếp, có phở kìa đầu bếp thôi. Ủa, ông này ông bị gì vậy? Ông bị gì không? Đó, Happy sẽ chặt ra nè bạn ơi. Chặt xong. Rồi, bây giờ Happy quanh đây. Nấu xoài lên. Trời chưa có xoài. Xong. Rồi. Bây giờ đem ra cho khách thôi. Đó. Đem ra đây ông ơi. Đó. Đi lại đây. Chặt. Xong. Đây. Nấu. Nhanh lên. Còn khách nữa kìa. Ok xong. Rồi. Đi nấu nữa đi chặt. Đó. Xong đi quanh đây. Nấu lên. Rồi. Nấu lên. Xong, bên đây. Chà, nhanh lên. Ở đây, nấu lên. Đó, vậy là ông hiểu chưa? Xong rồi, thôi chờ khách ăn thôi. Để bây giờ em bình lợi cho bạn xem mấy ông khách của mình. Ăn phở mà lại đi mất muỗng. Rồi hai khách kia về rồi. Thu hoạch tiền nè, đó. Chỉ khách, ông nói thu hoạch tiền. Rồi xong. Rồi, có bàn rồi mọi người. Đi theo cái ông đó đi, đừng đi theo tôi. Đừng đi theo Happy. Đó. Để coi ông này ông làm việc với sao. Cũng khá đấy. Trời ơi, mấy người đó biến mất hết luôn. Oh my god. Wow. Phở, ok. Hai phở. Xong, nấu lên. Trời ơi, đó, Happy chuẩn bị nấu được món mới rồi nè bạn ơi. Oh my god. Rồi bây giờ Happy sẽ chọn một cái món. Wow, đó là chảy giò cuốn nha bạn ơi. Mua luôn nha bạn, mua luôn học công thức. Ai da mua không được. Trời ơi, quấn quá đi, mua không được. Xong rồi, oh my god, méo xíu cái nồi nó hư luôn.
Rồi bây giờ ông là bếp của Happy, ông đã biết rồi, ông đã biết làm rồi bạn ơi. Ừ, ông làm cũng lâu nha. Happy sẽ sửa chữa một chút. Ừ, sửa chữa bàn ghế. Ghế nè. Ủa, không phải. Thôi quỷ đi bạn. Cái ghế này. Đó, Happy muốn di chuyển nè. Ủa mà di chuyển làm sao các bạn ơi? Các bạn chỉ Happy di chuyển ngang á. Di chuyển ngang sao không biết. Rồi bây giờ Happy hết biết luôn bạn ơi. Trời ơi. Đó, à, có cách. Rồi bạn ơi, Happy có cách rồi. Bỏ cái này đi. À, cái ghế này để khách nào muốn ngồi chơi á, lại đây ngồi chơi. Đó, ui, thu hoạch tiền bạn ơi. Thu hoạch đi. Ok, mình đi lên bàn, mình đứng á, là mình cũng thu hoạch tiền được nha các bạn. Rồi, ui, có khách nữa. Trời ơi, một bàn cho hai người. Đó, ờ. Tưởng ơi mấy bạn, bạn nó đi xuyên tường luôn chứ. Vậy nó ghê. À, nhìn đồ ăn có đúng hai món này. Nè, bây giờ đi mở thêm công thức. Khoai tây, mồi bàn, mua thêm. Trời ơi các bạn ơi, không có đủ tiền các bạn ơi. Phải đủ 100 lận. Phải dành tiền nha bạn ơi. Ồ, chả giò cuốn. Ok, có chả giò cuốn mà đúng không? Đi lại nấu ông nồi bếp đi. Để ông nấu cho các bạn ơi. Kêu ông nồi bếp á. Đó. Còn giờ Happy đi chặt cà rốt nè. Tại sao bây giờ Happy nấu cà rốt? Nấu nhanh lên đi rốt. Ơi rốt. Rốt ơi là rốt. Đó rồi xong. Rồi bây giờ mình cuốn lại. Đó. Cuốn lên. Đó. Đi. Cuốn lên. Đó. Di chuyển nè. Rồi xong. Công nhận cũng vui các bạn ơi. Nãy giờ Happy làm được hơi bị nhiều tiền rồi đó nghe. Hello hai bạn nha. Trời ơi, da đi còn tâm cái cồn đó. Rồi để bây giờ Happy chờ xong. À, Happy có cách này để làm nhanh hơn. Đó, hay chưa. Chỗ này đã được nhiều tiền rồi nè. Ok, rồi xong. Happy đã nâng cấp món ăn lên. Đó, Happy nâng cấp món ăn lên rồi đó các bạn ơi. Và ở đây á, có 3 món luôn. Đùa. Một bạn ơi, bạn này cũng già quá chứ. Không đùa đâu. Oh my god. Nè, bạn trước này nè. Còn bạn này bạn gì không biết. Ăn phở. À, Happy thuê người. Đi thuê nồi bếp. À, 500 dữ ơi. Oh no. Chắc Happy phải thuê thêm. Happy phải đi ăn kiếm tiền. Đó. Rồi xong. Chỗ nào đó. Đây. Ủa sao chưa làm cho bạn đó nữa. Có gì vậy. À nấu phở. Trời ơi. Xong. Rồi đi nấu. Đó. Nấu. Nấu phụ ông là bếp nha bạn. Xong. Rồi. Đưa cho ông đó. Rồi chồng là bếp ông nấu. Ông là bếp để Happy coi. À ông có mấy cấp 1 à. Happy cấp mấy ta. Ủa cấp mấy không biết nữa. Happy đứng cuối luôn bạn ơi. Tại vì Happy còn có một chút tiền à. Tại vì Happy lấy Happy đi đem đầu tư hết rồi. Rồi xong thì lại đi nhận tiền các bạn ơi. 30 tiền luôn. Ồ được đó. Tiền Happy nó cũng tăng lên cao rồi đó. Hello. Đó Happy ráng cho mấy ông này ông ăn nhanh lên. Ok. Thấy chưa. Ăn nhanh không mày. Ờ mấy ông đưa tiền cực ít luôn. Trời ơi hai bà lão. Ồ một bà lão với cái ông già. Ngồi ở ngoài trời cho nó mát. Happy thấy đa số ai cũng ra ngoài trời ngồi hết. Mắc cười. Ô, đáng lẽ ông này phải ngồi với bà này chứ. Ông này nè, ông già bà già. Đó, bây giờ mấy ông này ông làm gì đây. Làm trái giò bạn ơi. Đó, đun sôi, sôi đi. Quay da phỏng chân. Ok, xong. Cuốn lại. Ok, cuốn xong. Một món đã lên. Trời ơi, thấy nhanh chưa. Đó, da hay bị gì vậy. Ghê quá. Oh my god, đã quá các bạn ơi. Nhà bạn này cũng sang trọng hơn nhà Happy nữa. Oh my god, ai da, chọn. Yay, ok, tiếp tục nha bạn ơi. Đây là món bánh mì. Đó, đã chưa, bánh mì Việt nướng. Đã bạn ơi, bánh mì nhìn có chút xíu à. Mì nhìn có chút xíu bạn ơi. Đó, ok, xong. Happy đã mua thành công rồi. Hello bạn. Oh my god. Hello. Ui. Bạn này không có nồi bếp. Ui, bạn này có nồi bếp rồi ta. Trời ơi. Ui, nồi bếp Nhật luôn.
chỗ cắt máy không? Ôi mày có đồ ăn xịn không nữa chứ? Nhiều khách quá à. Đã ghê chưa? Nhà Happy ít, nhà Happy ít khách lắm. Đó các bạn ơi. Nè, sao? Nhà hàng của Happy mới ra món mới bạn ơi. Đó chính là món bánh mì bạn ơi. Đó, đây là bánh mì Việt đó bạn ơi. Ây da, trời ơi. Để Happy lấy của ổng luôn. Hai người ăn bánh mì rất là ngon luôn nha các bạn ơi. Ủa, ông xỉ cái gì ở dưới cái nĩa? Ông xỉ cái gì kỳ vậy? Ông ăn gì kỳ vậy ông? Ủa, mình có thể lấy nĩa của ông bả được. Nhưng mà Happy không dám lấy. Happy không có dám lấy. Happy không có dám lấy các bạn ơi. Phở nè, đủ 500 chưa vậy trời ơi. Đó, Happy làm gì luôn cho nó nhanh bạn ơi. Ok, nhanh chưa, nhanh chưa. Happy chơi anh Giang luôn. Đó. Ủa sao ông này ông chưa đi nữa. Và các bạn thấy gì chưa? Nó đã bị lỗi 100% luôn bạn ơi. Oh my god các bạn ơi. Cái sàn nhà đã mất tiêu rồi. Nội thất nè. Đâu rồi à? Happy sẽ mở mấy cái này ra hết luôn. Đó. Đèn. Rồi thiên nhiên luôn. Oh my god. Là cây cối đó bạn ơi. Thiên nhiên là cây cối đó. Ừ. Rồi thôi bây giờ Happy sẽ bỏ cái này đi. Bạn này muốn làm bánh mì. Công thức làm bánh mì nè bạn. Để Happy coi hỏng nha. Ông đang lúng bánh mì lại. Trời ơi nhanh dữ rồi. Không ngờ là nó nhanh như vậy luôn á bạn ơi. Ông này ông không để cho Happy làm nhé. Ờ quên. Happy đâu cần làm đâu. Đó lấy tiền luôn. Và các bạn ơi, nhà hàng của Happy được 2.5 sao rồi nè các bạn ơi. Và nếu như mà các bạn thích Happy làm về cái nhà hàng Việt Nam này á, đồ ăn Việt Nam này, thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực để Happy làm nha. Giờ thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.